liệu tôi có làm được một màn cướp Blue Epic không? Tôi không thấy ông ngoài đường nó chạy ấy. Cách để cướp Blue của team địch mà không bị phát hiện thực ra cũng khá là đơn giản, đó chính là các ông phải đảm bảo rằng các ông nhìn thấy được Blue của team địch nhưng mà kẻ địch vẫn không thể thấy được chúng ta, và đây chính là vị trí hoàn hảo để làm điều đó. À, đấy, các ông thấy không, đó chính là tín hiệu của chúng ta đấy. Mọi người ạ, đây là lý do vì sao các ông đi rừng phải học giỏi toán đấy. Sau pha cướp rừng vườn đấy, tôi biết các ông đang nghĩ rằng liệu đây có phải là một video khác về River Shen tiến hóa không. Nếu như mà các ông mà nghĩ như thế thì các ông đã đoán sai rồi. Cho phép tôi được giới thiệu, Lập Lăng Hộ Pháp. Đây chính là cách chơi có thể giúp cho lập lăng của các ông có thể counter được hầu hết bọn cơ tướng Dimit, từ người em của gió cho đến các sát thủ, thậm chí là counter cả chính bản thân của các ông luôn. Tôi biết các ông đang tự hỏi, nhưng mà Rambo, tại sao lại ông lại mang hộ vệ trong khi ông chỉ đi có một mình thôi? Guys, nếu như các ông không biết thì tôi chính là một người theo chủ nghĩa cá nhân, và tôi nghĩ rằng không ai bảo vệ bản thân tốt hơn bằng chính bản thân của mình cả. Hey, nhìn lượng giáp của tôi kìa. Giờ thì làm sao nó có thể chống cự lại sức mạnh của ba bạn tôi cơ chứ? Tôi có một bài test được gọi là thử thách tình bạn của Darkman. Đơn giản lắm, câu chỉ việc cầm Caitlyn lên và từ đó các ông thể biết được đồng đội của mình là một lũ khốn nạn như thế nào. Đấy, các ông thấy không? Đây là lý do vì sao tôi đã mất hết niềm tin vào đồng đội của mình. Tôi thà tin vào chính bản thân mình còn hơn, như cái cách mà tôi tin tôi có thể giết được thằng Z này vậy. Tôi nghĩ là chúng ta nên qua check Blue để xem liệu Darius có đang ăn Blue không. Oh fuck, chúng ta chậm mất mấy giây rồi. Nhưng mà may mắn cho ấy Darius ạ, bởi vì bây giờ đang là mùa dịch cho nên tôi có khá là nhiều thời gian rảnh, vì thế tôi có thể cướp rừng của ông cả ngày luôn. À, tôi sẽ phải đánh cẩn thận cho đến khi rừng của tôi ra ganh vậy. What? How? Làm thế nào? Ảo thật đấy. Dễ ăn á. Thằng này thế này là không được rồi. Nhưng mà không sao, thằng này cũng không phải là thằng Yasuo đầu tiên mà tôi gặp đâu. Và tôi thì lại luôn biết cách counter mọi thằng Yasuo. Câu nhìn này. Boom. Yasuo team địch. Nếu mà ông mà đang xem video này thì tôi chỉ muốn nhắn với ông rằng đó chính là tôi hoàn toàn không có tư thù cá nhân gì với ông đâu nhé. Giờ thì ăn cái này đi thằng khốn. À, Yasuo team địch, bạn của tôi. Ông biết điều gì tuyệt vời hơn một cái chói không? Đó chính là hai cái chói. Oh my god. Chúng nó đầu hàng rồi à? Thực ra đây đúng là tư thù cá nhân đấy Yasuo. À, bây giờ ông cảm thấy thế nào? Ê, tôi lại bị ganh rồi. Tôi không biết mà tại sao từ lúc các ông biết tôi đến bây giờ ấy, xong rồi lúc mà gặp tôi ở trong trận ấy, thì thế quái nào các ông cứ ganh tôi mãi vậy? Như kiểu là các ông yêu tôi ấy, vậy trưởng thật. Nhưng mà thôi không sao, tình cảm của các ông, tôi xin đón nhận hết. Ôi không, tôi đã làm gì thế này? Đừng mà Lee Sin, đừng. Oh yeah, tôi yêu bản thân mình vậy trưởng. Ờ, nhưng mà không gay đâu nhá. Hey Yasuo, bạn của tôi. Ông biết điều gì tuyệt vời hơn một cái chói không? Đó chính là hai cái chói. Oh shit. Wow, đi vệ nó né đỉnh vẽ lời câu ạ. Nhìn cái cách mà nó né đi kìa, chắc chắn là dùng tool rồi. What the fuck, một lời thách thức à? Thôi thì ông đã có lòng thì tôi cũng có dạ vậy. Challenge accepted.
Không biết các ông như thế nào, chứ tôi để ý thấy có một số đứa con trai khi biết được team bên kia có một bạn nữ thì chúng nó sẽ thường sử dụng những câu sex joke và hài kịch đen để xúc phạm cũng như là giễu cợt những bạn nữ đó, chỉ vì chúng nó nghĩ như thế là ngầu. Nhưng mà thật sự các ông ạ, cách đó chỉ dành cho một lũ thô thiển và vô duyên mà thôi. Để tôi, phù thủy tình yêu, chỉ cho các ông cách đâu mới là một người đàn ông có được sự chú ý của một bạn nữ. Như các ông có thể thấy, bên team kia có một bạn nữ, và làm sao để tôi biết được bạn đó là bạn nữ? Bởi vì bên tôi có một cỗ máy sim dò gái khá là hiệu quả. Vậy là điều kiện cần đã có, giờ thì đến điều kiện đủ. Làm thế nào để bạn gái đó chú ý đến mình? Em đẹp lắm á? Không không không, cách đọc cũng ổn đấy, nhưng mà ông sẽ bị gọi là thằng sim mất. Bởi vì một quý ông đích thực sẽ cố giết bạn nữ đó thật nhiều để có được sự chú ý. Đúng rồi đấy. Bạn ấy chạy mất rồi. Thưa các anh em, đây chính là cách mà một quý ông gây được sự chú ý với một người con gái. Nhưng mà không giống như tôi tưởng tượng lắm nhỉ. Everything.